chúng ta không thể sống vừa lòng tất cả mọi người. Được ai thì tốt, mất ai thì thôi. Được tất cả sẽ đánh mất bản thân mình. Vì thế đừng cố gắng trở thành một con người khác để nhận được sự yêu thương. Thà bị ghét vì được là chính mình có phải tốt hơn không? Sau cùng, cuộc đời này chỉ cần bản thân vẫn luôn biết thương chính mình và chỉ cần cảm nhận hạnh phúc, vui vẻ, thế là đủ rồi. Đừng sống vì thiên hạ, mệt mỏi lắm. Oh, oh, oh.